Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, lời đầu tiên tôi xin thay mặt trường mầm non ITY kính gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cho phép tôi thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình lễ công nhận trường mầm non ITY đạt chất lượng giáo dục cấp độ 1 như sau: văn nghệ, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, hiệu trưởng báo cáo quá trình phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đọc quyết định công nhận và trao giấy chứng nhận, phát biểu của đại diện cha mẹ học sinh, lãnh đạo phát biểu chỉ đạo, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc. Mở đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và quý phụ huynh cùng thưởng thức một số tiết mục văn nghệ thật dễ thương của cô và trò trường mầm non ITY. Mở đầu là bài dân vũ quốc tế Chu Chu Qua của nước Tây Ban Nha. Đây là bài dân vũ luôn được biểu diễn trong những bữa tiệc vui nhộn do các cháu lớp lá trường mầm non ITY biểu diễn. Đã chở ước mơ bé nhỏ đến mọi miền đất nước qua điệu nhảy hiện đại Lá Thuyền Ước Mơ của nhạc sĩ Thảo Linh, do các bé
khối lá biểu diễn. Về thời Âu Lạc xa xưa với truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ đi mở mang bờ cõi thuở sơ khai của nước Việt Nam qua bài múa dân tộc Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi của nhạc sĩ Phạm Tuyên do các bé lớp chồi biểu diễn. Thank you.
Được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú, Phòng Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân phường Tân Quý, hôm nay trường Mầm non A Ti long trọng tổ chức lễ công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1. Đó là lý do buổi lễ hôm nay. Về dự lễ hôm nay, chúng tôi vinh dự được đón tiếp ông Hồ Phú Bạc, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục Đào tạo. Ông Dương Thành Tài, chuyên viên phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Đặng Thùy Linh, phó trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Về tham dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu về phía Phòng Giáo dục Đào tạo quận Tân Phú có sự hiện diện của bà Trương Hồng Phượng, phó phòng Phòng Giáo dục Đào tạo quận Tân Phú và các chuyên viên của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Tân Phú. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, tiếp theo chương trình là báo cáo quá trình phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường Mầm non A Ti. Tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Lan Hương, hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo. Xin trân trọng kính mời bà. Phần báo cáo tự đánh giá. Kính thưa ông Hồ Phú Bạc, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Đặng Thị Thùy Linh, trưởng phó trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trương Hồng Phượng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Tân Phú. Quý nhà trường, quý phụ huynh cùng tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh trường Mầm non A Ti. Sau đây tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả phấn đấu thực hiện trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Trường Mầm non A Ti thành lập được Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cấp phép hoạt động tháng 6 năm 2011. Tổng diện tích là 618,96m², trong đó gồm 10 phòng học, 2 phòng chức năng và hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Qua hơn 5 năm thành lập và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú cùng với sự kết hợp chặt chẽ của ban đại diện cha mẹ học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ theo điều lệ trường mầm non, có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.
kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Trường Mầm non IT thực hiện tốt kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ luôn đạt kết quả tốt. Sức khỏe trẻ cây nha bình thường đạt 99%. Kết quả đạt cao do nhà trường đã vận dụng nhiều biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì cho trẻ. Trẻ được quan tâm phát triển toàn diện về các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mỹ. Trẻ có nề nếp thói quen, kỹ năng tốt trong các hoạt động học tập, vui chơi, lao động, vệ sinh. Trẻ mạnh dạn tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động. Số tiêu chí đạt 8 trên 8 theo yêu cầu của tiêu chuẩn 5. Với kết luận, trường Mầm non IT được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 và được cấp quyết định công nhận vào ngày 12 tháng 8 năm 2016. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cùng quý vị đại biểu, vinh dự ngày hôm nay là động lực giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phấn đấu để đạt được những thành tích cao hơn. Một lần nữa xin cảm ơn quý lãnh đạo và các vị đại biểu đã về tham dự và động viên nhà trường. Xin cảm ơn và trân trọng kính chúc quý vị lãnh đạo và các vị đại biểu nhiều sức khỏe và thành đạt. Kính thưa quý vị, với những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng, trường Mầm non IT đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1, đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định công nhận. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Dương Thành Tài lên công bố quyết định công nhận trường Mầm non IT đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, sau đây tôi xin được công bố quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 8 năm 2016, quyết định số 1568/21 về việc công nhận trường Mầm non IT quận Tân Phú đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quyết định số 16 ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ thông tư số 25 ngày 7 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Xét đề nghị của trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục tại tờ trình số 26 ngày 8 tháng 8 năm 2016 về việc ra quyết định và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục. Quyết định điều 1 nay công nhận và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho trường Mầm non IT quận Tân Phú đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1. Điều 2 đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú và trường Mầm non IT quận Tân Phú phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3, Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú và Hiệu trưởng trường Mầm non IT quận Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Giám đốc đã ký Lê Hồng Sơn. Kính xin quý lãnh đạo, quý đại biểu nhiệt liệt chúc mừng trường Mầm non IT quận Tân Phú được công nhận chất lượng giáo dục cấp độ 1. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông. Xin kính mời ban giám hiệu trường Mầm non IT lên nhận quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Xin trân trọng kính mời ông Hồ Phú Bạc, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo lên trao quyết định công nhận trường Mầm non IT đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời cô Trương Hồng Phượng, phó trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Tân Phú lên trao giấy chứng nhận trường Mầm non IT đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô,
Hôm nay tôi vinh dự đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non IT phát biểu cảm nghĩ. Lời đầu tiên, xin cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đại biểu, hôm nay tôi hết sức phấn khởi và vui mừng trước thành tích trường mầm non IT đạt chất lượng giáo dục cấp độ 1. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng thầy và trò đã quyết tâm khắc phục tất cả những khó khăn để hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi xin thay mặt cho hội cha mẹ học sinh, xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã hết lòng dạy dỗ con em chúng tôi. Xin cảm ơn những giọt mồ hôi các thầy cô đã đổ xuống, ươm mầm xanh trong tâm hồn các em, dạy các em lớn lên có đủ tri thức, đạo đức và đặc biệt là chữ tâm để bước vào đời, mở cho các em cánh cửa bước vào tương lai. Chúng tôi cũng nguyện hết sức mình kết hợp với nhà trường cùng giáo dục các em. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, trong không khí long trọng của buổi lễ, trường mầm non AT mong muốn nhận được sự động viên, khích lệ từ Sở Giáo dục Đào tạo. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hồ Phú Bạc, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, có đôi lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa cô Trương Hồng Phượng, Phó trưởng phòng dục và đào tạo quận Tân Phú. Thưa quý cô, chuyên viên phòng dục và đào tạo quận Tân Phú. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo, thưa cô Nguyễn Thị Lan Hương, hiệu trưởng nhà trường, thưa quý bậc huynh và các em học sinh yêu quý. Hôm nay tôi và lãnh đạo và chuyên viên phòng khảo thí và kiểm định chất lượng dục, phòng giáo dục mầm non của Sở Dục Đào tạo thành phố, phải nói rằng rất là vui mừng và vinh dự được về dự buổi lễ công nhận trường mầm non AT đạt chất lượng giáo dục. Chúng tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh học sinh lời chúc mừng và chung vui với phòng giáo dục và đào tạo quận Tân Phú, chính quyền và nhân dân phường Tân Quý, quận Tân Phú có ngôi trường mầm non được công nhận đạt chất lượng giáo dục. Thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo, thưa quý bậc phụ huynh học sinh, hiện nay trên địa bàn quận Tân Phú của chúng ta có tổng cộng được 18 trường mầm non được công nhận đạt chất lượng giáo dục. Đối với khối trường ngoài công lập thì 7 trường, trong đó có trường mầm non AT. Thì phải nói rằng trong cái điều kiện của nhà trường về cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng với sự cố gắng và nỗ lực của cả các tập thể lãnh đạo, giáo viên và nhân viên của trường mầm non AT mà đã hoàn thành được cái công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Phải nói rằng trong những năm học vừa qua, trường mầm non AT quận Tân Phú của chúng ta đã có nhiều cái thành tích nổi bật. Nhà trường cũng đã chú trọng xây dựng được một cái tập thể sư phạm mạnh về chuyên môn, chất lượng đồng điều. Từ đó chất lượng nuôi dạy trẻ mầm non ngày càng được nâng cao, giúp cho trẻ phát triển về thể chất thẩm mỹ và chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1. Chính vì vậy mà kết quả đào tạo của nhà trường thật đáng khen ngợi biểu dương. Và trong những năm học vừa qua, nhà trường cũng đã đón được những cái bằng khen của các cấp lãnh đạo. Và đặc biệt hôm nay đây, trường được vinh dự được đón nhận giấy chứng nhận đạt chất lượng giáo dục cấp độ 1 của Sở Dục Đào tạo thành phố. Chúng tôi xin biểu dương cả tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên nhà trường và biểu dương các em học sinh. Và một lần nữa trân trọng cảm ơn lãnh đạo và chuyên viên phòng dục đào tạo quận Tân Phú, quý bậc phụ huynh học sinh đã hết lòng ủng hộ sự nghiệp xây dựng nhà trường trong suốt những năm học vừa qua. Quên cô giáo người chăm em ngoan, quên những ngày cô giáo yêu thương, những đôi môi đỏ, những đôi má tròn. Cô yêu từng đôi mắt sáng, lòng lành như những giọt sương, lòng lành như những giọt sương. Cô yêu từng đôi mắt sáng, lòng lành như những giọt sương, lòng lành như những giọt sương.
Một mai khi em lớn lên, đừng quên khi đi nhà trẻ, quên cô giáo người nuôi em khỏe, quên cô giáo người chăm em ngoan, quên những ngày cô giáo yêu thương, những đôi môi đỏ, những đôi má tròn. Cô yêu từng đôi mắt sáng, long lanh như những giọt sương, long lanh như những giọt sương. Cô